À, các bạn có thể thấy là ở đây mình dùng so sánh bằng hai dấu bằng này hoặc là dùng phép toán equal cũng đều không tìm ra được kết quả. Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi tìm nguyên nhân tại sao. Tại vì mình biết là rõ ràng là chúng ta đang có một cái tên là Nguyễn Thế Thoan và chắc chắn phải tìm trong cái chuỗi danh sách sinh viên của chúng ta phải có một cái người tên là Nguyễn Thế Thoan. Nhưng tại sao? Cụ thể là người đầu tiên luôn đấy các bạn. Tên là Nguyễn Thế Thoan nhưng tại sao việc so sánh này lại không sinh ra kết quả. Bây giờ mình sẽ trước tiên mình sẽ đi kiểm tra độ dài của hai chuỗi này, Nguyễn Thế Thoan và chuỗi họ tên của sinh viên đầu tiên. Thì để lấy sinh viên đầu tiên, trước tiên mình cần định nghĩa một cái hàm để lấy về sinh viên thứ y. Thì các bạn có thể định nghĩa hàm như thông thường cũng được, public students guess sv và các bạn truyền vào cái index của nó, y thừa y. Và chúng ta sẽ return st một vuông y. Tuy nhiên, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng làm như một cái phương thức, chúng ta hoàn toàn có thể định nghĩa một cái phương thức của chúng ta khi chúng ta sang hàm main này các bạn. Chúng ta không cần phải gọi ds.get getSV, chúng ta không cần phải gọi hàm getSV này mà mình muốn là ds một vuông không, tức là sẽ lấy về cho mình sinh viên thứ không. Chúng ta hoàn toàn có thể định nghĩa như vậy được bằng cách là chúng ta định nghĩa một cái thuộc tính có dạng đặc biệt một chút, public. Chúng ta cũng cần lấy về là student, tuy nhiên chúng ta sẽ truyền cái thứ mà chúng ta sẽ truyền vô là this integer index. Và đối với cái thuộc tính này chúng ta không thể ghi tắt như của thằng student đây, chúng ta không thể ghi tắt như vậy mà chúng ta buộc phải định nghĩa nha các bạn. Rồi thì chúng ta cũng sẽ định nghĩa đơn giản thôi, yes. Chúng ta sẽ return st một vuông y. Còn get set thì chúng ta sẽ gán thôi đúng không ạ? St một vuông y sẽ bằng value. Ok. Rồi, vậy bây giờ mình không cần cái hàm get sv này nữa. Và sang bên main này của mình có thể dùng ds không? Rồi, tạm thời mình sẽ bỏ khúc này đi nha. Mình sẽ xem cái độ dài của chuỗi ds0 chấm họ tên là bao nhiêu. Console chấm realize ds0 cộng cn ds0 chấm họ tên như các bạn, họ tên cn cộng với ds0 họ tên chấm len. Chúng ta sẽ lấy độ dài của nó ra bao nhiêu, cộng chung về chấm len. Ok, rồi cho cv và mình sẽ xem cái chuỗi Nguyễn Thế Thoan ở bên này độ dài là bao nhiêu. Tương tự thì sẽ xem xuất chuỗi Nguyễn Thế Thoan và lấy độ dài cho chạy. Các bạn thấy là mặc dù hai chuỗi của chúng ta đều là Nguyễn Thế Thoan, tuy nhiên một cái là 17 còn một cái chỉ có 16. Vậy thì bây giờ mình sẽ kiểm tra xem thằng nào sẽ là thằng dư của hai cái này. Mình sẽ for each. Một chuỗi integer thì sẽ được cấu tạo từ các character, cho nên mình sẽ for each char c in ds một vuông không chấm họ tên của chúng ta là một string. Và mình sẽ console.realize, mình sẽ xuất cái mã ASCII của thằng ký tự ra int c. Rồi mình sẽ xóa cái số độ dài của thằng Nguyễn Thế Thoan này đi cho chạy. Các bạn thấy là sau khi kết thúc cái chuỗi của chúng ta nó có một ký tự là 13. Theo bảng mã ASCII thì ký tự 13 là ký tự Enter. Cho nên ở đây vô tình chúng ta đã dư ra một ký tự 13 ở đây. Vậy thì để cái bài toán của chúng ta chính xác hơn thì mình sẽ đi xóa ký tự 13 tiếp đi. Chúng ta sẽ có hai cái cách, một là chúng ta cắt cái ký tự 13 này đi khỏi cái chuỗi họ tên
hoặc là chúng ta cái hàm file by name của chúng ta đây các bạn. Hàm file by name này chúng ta sẽ đem cộng với 13. Trước tiên mình sẽ làm cái trường hợp cộng với 13 ở đây nhá. Mình sẽ cộng với character cái ký tự có mã là 13. Ok. Rồi, trước tiên cho chạy. Xóa cái này đi. Ok, cho chạy. Các bạn thấy là chúng ta đã tìm được sinh viên Nguyễn Thế Thoan. Và đây chúng ta còn một số cái thông tin nhầm lẫn nữa nha. 11 và nữ này, chúng ta sẽ kiểm tra lại sau. Thì bài toán của chúng ta đã đọc lên rồi. Tuy nhiên ở đây chúng ta đang dư ký tự 13. Để cho nó chính xác hoàn toàn, mình sẽ cắt toàn bộ ký tự 13 đi. Student, chúng ta sẽ sang cái chỗ student. Khi chúng ta đưa vào một cái string này, trước tiên là chúng ta cắt bằng ký tự sạch n rồi này. Bây giờ mình sẽ tiếp tục cắt từng chuỗi một bởi ký tự 13 for each. À, tại vì chúng ta có gán lại cho nên nếu như chúng ta dùng for each thì chúng ta sẽ không thể gán, nên mình sẽ dùng for thôi. Integer ở dưới mình có g rồi, i rồi thì mình sẽ dùng g. G sẽ nhỏ hơn arr.length và g cộng cộng. Tức là mình sẽ chỉ cho chạy g trên cái mạng arr sau khi đã cắt các ký tự sạch n đi rồi. Thì mình sẽ tiếp tục arr ngoặc vuông i g sẽ bằng arr ngoặc vuông g chấm split cắt bởi ký tự character 13 và mình sẽ lấy cái thằng đầu tiên là không. Rồi, vậy thì cái hàm file by name của mình tạm thời sẽ không cần cái số 13 này nữa. Mình sẽ xóa đi xem nó chạy ổn chứ nhé. Ở đây mình có một cái lỗi integer g chưa được gán giá trị, mình sẽ gán nó bằng 0. Rồi chạy chạy. Rồi các bạn thấy là chúng ta có sinh viên Nguyễn Thế Thoan và giới tính rất là nam. Tuy nhiên nếu như chúng ta dùng cái bất kỳ chuỗi nào, chúng ta cũng cắt đi cái ký tự 13 ở phía cuối đó các bạn, thì cái bài toán của chúng ta vô tình nó sẽ nặng hơn. Cho nên ở đây nếu như mà các bạn nào muốn tìm hiểu thêm á, thì chúng ta sẽ chỉ cắt ký tự 13 ở chỗ họ tên và giới tính thôi. Hoặc là chúng ta sẽ chỉ sử dụng cái cộng 13 vào trong cái chuỗi chúng ta đi tìm. Đấy nha các bạn. Rồi bây giờ giải quyết cái chỗ ngày sinh. Tại sao 1111 ở đây lại là 11111 hết, nó lại không được gán thành công. Mình biết là ở trong cái chuỗi cái chương trình của chúng ta có bao nhiêu sinh viên nhỉ. Mình sẽ tìm theo ký tự thang. Là chúng ta có 437, ký tự thang tương đương với 438 người. Cho nên mình sẽ xuất ra sinh viên cuối cùng đi, 437. Xuất ra thông tin của sinh viên số 437 nha các bạn. Chúng ta kiểm tra. Xóa hết chỗ này đi. DS hoặc vuông 437 to string. Rồi mình sẽ kiểm tra xem nó đã, cái sinh viên cuối cùng này nếu mình không nhầm thì nó đã nhận được ngày tháng năm sinh. Đây các bạn thấy nó đã nhận được ngày tháng năm sinh. Vậy tại sao chúng ta cái sinh viên đầu tiên của chúng ta lại không nhận được ngày tháng năm sinh? Chúng ta sẽ xem lại cái định dạng đưa vô của sinh viên đầu tiên nha. Thì ở đây các bạn nhận thấy là 17 này là ngày chứ không phải là tháng, đúng không ạ? Chúng ta đây 17 là ngày, cho nên cái định dạng của chúng ta không phải là day nữa mà là mân day và year. Cho nên chúng ta sẽ chỉnh sửa lại cái hàm phân tích cú pháp của thằng daytime này bằng cách là thay vì day của chúng ta là bằng arr0
thì chúng ta sẽ cho đây của chúng ta bằng ARR1 và ngược lại cho thằng Mons. Ok. Rồi, program mình sẽ cho chạy lại. Ok, rồi, cho chạy lại xem nó đã nhận ngày tháng năm sinh chưa nhá. Các bạn thấy là nó đã nhận cho chúng ta 17 tháng 5 năm 1982. Và các bạn thấy là tốc độ của chương trình của chúng ta khá là chậm, cho nên mình thay vì cắt ký tự 13, mình sẽ, các bạn chịu khó nhé, đối với bài tập này mình sẽ không cắt ký tự 13 mà mình sẽ đem đi cộng 13 trong cái chỗ chúng ta đi tìm kiếm. Và chỗ này khi chúng ta so sánh với nam, ký tự nam thì các bạn sẽ cộng thêm cho mình chỗ character 13. 13 là ký tự enter đấy các bạn. Rồi, tương tự cho thằng file by name mình cũng sẽ cộng cho 13. Như vậy thì nó nhanh hơn, chương trình chúng ta nhanh hơn đúng không các bạn? Okay. Okay, rồi, cho chạy. Rồi, Nguyễn Thế Thoan, kết quả của chúng ta vẫn là 17 92, giới tính là nam. Ok, rồi, sinh viên. Chúng ta sẽ xem thêm một số cái thông tin khác để làm thêm một số cái bài tập hay hơn một chút. À, chúng ta có trung bình khá. Sinh viên Nam Định, hệ thống quản lý, Hà Nội, quận IME. Rồi bây giờ mình sẽ tìm kiếm những sinh viên thuộc loại giỏi đi, xem ở đây có ai giỏi không nha các bạn. Giỏi. Ok. Mình phải viết tiếng Việt. Xong viết được tiếng Việt ta. Okay. Mình không tìm được chữ giỏi, mình sẽ tìm chữ khá đi vậy. Đây, khá đây nha các bạn. Chữ C. Mình sẽ xuất hết thông tin của các sinh viên loại khá. Rồi, vào danh sách lớp chúng ta sẽ làm một cái hàm liệt kê nha các bạn. Public liệt kê, và chúng ta sẽ truyền vào là loại string loại. Public, chỗ này chúng ta sẽ kiểu dữ liệu của chúng ta sẽ là voice. Rồi, thì cũng làm tương tự như thằng file by name này, tuy nhiên chúng ta sẽ liệt kê, thì chúng ta sẽ liệt kê toàn danh sách luôn nha các bạn. Ta sẽ là forest students in st if a chấm xếp loại bằng loại, chúng ta cũng sẽ cộng với ký tự 13. Nếu như điều này xảy ra thì chúng ta sẽ cho in ghi sinh viên đó ra console.write-line e.toString. Ok,
Rồi, sang program của chúng ta sẽ liệt kê. Liệt kê ds.liệt kê. Và chúng ta sẽ chuyển vào là khá. Tuy nhiên chúng ta sẽ là chuỗi có dấu. Đối với cái cơ sở dữ liệu của mình là chuỗi có dấu nha các bạn. Rồi. Rồi các bạn thấy là chúng ta đã liệt kê được tất cả những sinh viên có loại khá ở đây. Sinh viên. Thì khi mà các bạn viết theo hướng đối tượng, các bạn thấy hàm men của chúng ta sẽ rất là gọn, hầu hết sẽ chỉ gọi thông qua một cái biến thôi. Và cái cách giải quyết bài toán của chúng ta cũng sẽ nhanh hơn. Các bạn nhìn thấy dài dòng vậy đấy, nhưng mà nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều so với việc các bạn viết các cái hàm riêng rẽ nhau. Tại vì khi các bạn viết các hàm thì các bạn sẽ phải truyền vào các cái lượng thông tin rất là lớn như này. Và khi cái cấu trúc dữ liệu của các bạn, cấu trúc dữ liệu thay đổi thì thuật toán của các bạn sẽ thay đổi. Ví dụ như ở đây các bạn có thêm một thuộc tính nữa đi, thuộc tính mã phụ huynh chẳng hạn, thì các bạn có thể sẽ phải bổ sung thêm một tất ở tất cả các cái hàm, các bạn sẽ phải bổ sung thêm một cái thuộc tính đó là mã phụ huynh. Các bạn phải chỉnh sửa từ trên xuống dưới thì rất là phức tạp. Thì thay vì các bạn làm như vậy thì đối với làm theo hướng đối tượng, các bạn sẽ chỉnh sửa nhanh hơn rất là nhiều nha. Rồi thì cái video này mình xin phép dừng lại tại đây đi. Chúng ta sẽ tiếp tục chuyển sang cái phần tiếp theo của OOP, đó là cái tính kế thừa. Mình muốn đẩy nhanh các cái bài này lên một chút để phù hợp cho các bạn công nghệ thông tin đang chuẩn bị bước vào kỳ thi cuối kỳ. Rồi, vậy thì mình xin phép hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha.